Cô ăn rồng to chưa kìa? Đây là hải tượng này. Hải tượng. Hải tượng anh nhỉ? Quả tiễn gì con này, hải tượng. Con này đắt không? Con này tầm mấy triệu. Hải tượng con này to lắm, mấy trăm cân địch cỡ. Đây nó chỉ là con bé thôi, đuôi to. Đây hải tượng. Cá hải tượng. Xiên phát nó xì ra nhỉ? Đây có một con bị xì một bên này. Hai cái này là do nó nói ấy nhỉ? Nó thở nữa. Con gì nhỉ? Đâu? Con nào con? Đâu? Đây là cá mú. Mú gì? Con này là cá hổ à? Cái gì nhỉ? Nào đi. Cái gì đây hổ? Cá chê con ạ. Chê gì nhỉ?
con gì ấy, con này con chê à? Chê. Chê Mỹ à? Mẹ ơi, mẹ xấu à? Mẹ. Đâu? Nhiều không? Ủa? Để bớt riêng của mấy con này. Đây, mẹ xấu à? Ủa? Con này à? Dê, có mua này nữa không? Dạ. Mua này nữa không? Gì ạ? Đây, cá chép vàng đây nè. Con này béo. Đẹp chưa? Cá gì hết rồi? Ăn rất nhiều loại cá. Ba sa. Chợ hàng này rất đông, rất nhiều loại cá lạ. Cá tôm kìa. Cá tôm. Cá tôm. 100.000 đôi tôm. Cá chứ có tôm thì không mua được tôm. Đi rồi đi. Đi rồi. Nhiều loại tôm. Cá ngọn. Đây. Các loại cá khác nhau. Cá giòn bẻ. Đâu rồi? 30.000 một đôi cũng được. Con này không biết có dễ nuôi không? Chắc là dễ nuôi thôi. Vào đây con này, vào đây mua cá nhé. Rồi. Chép vàng. Đẹp chưa? Đây toàn bè. Bán bè cá. Lại bè cá. Mã bao gồm cá đẹp không con? Con này đi ra đây. Đi ra đây. Nhìn cái chỗ này trông như kiểu rong thật đấy nhỉ. Bẻ là bao tiền? Mẹ ơi, mẹ ăn tôm màu à? Mẹ à? Mẹ tôm màu à? Mẹ. Mẹ. Đây đủ tiện đây, đèn này, bộ lọc này. À, nếu mà muốn thêm lấy đồ vào đây là phải. Mẹ ơi. Anh ơi, anh bán làm đây ạ? À? Cái bể là bao nhiêu đấy? 400. Chưa đây 40 con to là 100. Đây sao này? Đây là trung tâm chợ chó mèo. Đây, vào đây mua cá đây. Đây, rượu khổng lồ đây. Đấy, đây này. Còn rùa ra mà, rượu khổng lồ ấy. Mẹ này nhá, cho tay vào nó cắn cái tay luôn. Tay đỏ quá. Ừ, tay đỏ. Mưa qua một con. Rùa tay đỏ.
con này con này bao tiền? 4.000 bác ơi. 4.000 con này. Thế loại này 5.000 con đấy. 5.000 thôi. 200 to nhỉ. Con này con này khác nhau. Đi vào đây. Hôm nay lại mua thêm mấy con nữa nhá. Sổ mà. Mày hô tôm mà anh. Mày hô tôm à. Đi vào con. Mày hô tôm. Coi. Đây là thần tiên nè. Ơi, em cua khổng lồ. Đó. Đâu? Đây. À, đúng rồi. Cua khổng lồ. Cá trên là cá thần tiên. Lũ rùa khổng lồ. Tiền, tiền. Hả? Hai. Ôi tôm nhỉ? Hôm nay mua cá gì đây? Tôm. Lâu rồi của mấy em tôm nhỉ? Hôm nay mua cá gì bảo mẹ này mua à? Mẹ này to chưa? Mẹ Ali à? Ali à chị đấy? Ali đấy, Ali hơi to không? Từ bẻ to nhà mình nhá. Ơi bẻ to chị ơi. Chị ơi bao tiền đôi này đây? 15.000 đôi thôi. 10.000 nhá. Có tôm nhỉ? Để mua mấy con này đi. Đấy, mua mấy đôi đi. Hay là mua con này đi. Lâu lắm chơi lại con này. Mua lại thằng kia đi. Đỏ lắm. 70.000 đôi. Đâu? Mua thằng kia đi, mua con bé kia. Đây là Ali. Ali. Đây, tôm đây, tôm đây. Mua một đôi tôm á. Tâm sữa mà đôi. Rồi này không phải là to rồi. Tăng một con. Rồi đâu? Con loại to đùng quá. Đây cái loại này. Hai đôi. Mua tôm bé à? Mua tôm. Mua cá chứ đã. Mua hai đôi là chết đi. Đấy con nào bắt đi. Đưa chim đây, bố cầm thôi. Cho thêm một con nhá.
Đấy, cô cho thêm con một con nhá. À, cô cho một con nữa nhá. Đấy. Thấy chưa? Mẹ nhớ chăm nhé. Đấy, con cầm đi. Đấy, một túi chim, một túi cá. Đây là cảm ơn chị nhá. Chép này mới là xịn này. Chép này mới là xịn. Con mấy con ánh đẹp rồi. Ánh bạc đẹp. Hay mua cái này bao tiền đôi chị? Chị ơi. Chị ơi. Đây là bao tiền đôi? 10.000 một đôi ạ. Đấy. Hai người con đi kia cho con đi. Đang ở đây rồi, con đi ra ngoài. Đây con ạ. Con này cá giả. Đi đây. Đi đây con. Bỏ chết. Để cá lộn bể. Đây cá vàng. Đây, úi dồi, bạn này mấy bạn này bụng to chưa kìa. Con nhìn bụng to chưa. Không có đấy to lắm. Con này biếu tròn hơn. Con này đẹp, con đỏ. Đầu tròn xoè. Con này đầu tròn hơn. Nếu con này biếu nhỏ. Con này biếu to nhất này.
Con rồng to chưa kìa, con hải tượng này, hải tượng anh nhỉ, quả tiễn gì con này, hải tượng, con này đắt không? Con này còn mấy triệu. Hải tượng con này to lắm, mấy trăm cân địch cỡ. Đây nó chỉ là con bé bé thôi, nuôi to. Đây hải tượng, cá hải tượng. Bổ như cá sấu nhỉ. Trông to nhỉ. Cho nó lượn lượn. Chả đến đầu đâu, nhìn vào cái màn hình. Nhìn bầy kia không? Nhìn bầy kia không? Nhìn cả cái nhà mình. Chọn một con thôi xem nào. Anh Nga một con ấy không? Yeah. Cho tay mình vào chứ không to bằng. To hơn cái tay mình luôn ấy. Còn một lần, gấp ba lần cái tay mình. To không con? Đây. Một, hai, ba. Áo luôn tay nào. Áo để xa xa con. 60 phân. 2, 3. Hơn 60 phân. Đẹp nhỉ? Anh ơi! Bố! Loại bé ba điểm đôi. Rồi thì em mua chục đôi đi. Chục đôi này này, thả nhà của. Nhà mình. Cái đàn này thì sao? Đàn này cho nhà của. Ờ. Mà nó giết nhau hết à. Đây, đẹp là mua chục đôi này. Vào kia xem đã. Mẹ ừ, run bé. Đây cá rồng với cá la hán sống chung nhau. Tía mua 10 đôi. Ừ. To thiệt. Con đứng cạnh như nào? Con đứng cạnh đây là đứng sát rồi. Đứng sát. Đi ra mua cá. Đây, đây là cá tròn. Chị ơi, cho em. Nào, con mua chục đôi này nhá. Em 10 đôi. Hôm nay là tôi mua 10 đôi này. Để bổ sung một bể cá. Đây đây bắt cá này con, đây bắt cá. Ui giời. Đây thì một này mà. À, hôm nay nhà mình sẽ mua 10 đôi. 10 đôi là 50.000. 20 con. Ngày mua rất nhiều cá và chim. Chim chào màu, các loại cá. Để mua thêm luôn. Con đang ngồi xuống xem bác. Ngồi gần đây. Ngồi gần nào. Mua bao nhiêu vậy? Con đứng gần vào. Cá này gọi cá gì? À, xe cam. Xe cam. Hai mươi con. 50. Cảm ơn. Ngoài mua là nhiều cá chưa? Cho lẫn vào chung. Cho chị lẫn vào chung nha em. Cho con cóc này vào với bọn này là nó ăn hết thôi, cóc ăn hết cá, ăn hết cá, cá cóc này ở nó to à?
cho bé con. Bé con mua đấy còn gì? Tôi mua đi đã. Đấy, con sách gì? Rồi, sách gì? Đây con cầm đây, mẹ cả tiền đi tiền bác. Bé đang mua cá trội. Nào, đây sách bố chụp tôi kiểu ảnh nào. Quay ra bố chụp cái kiểu ảnh đi nghe. Đây. Bố nào lên này. Nào, đây. Bố kìa, đi thẳng bố kìa. Bỏ bắt cái con nhân của chị đây. Không, con này anh em con là đúng mình phải luôn. Đây mua nhiều cá này nhá, thích chưa? Cá bé đúng không? Đi thôi. Về đi. Mua em mua nhiều cá quá rồi. Cá đây nó khó chút. Có đông nhỉ? Rồi, đi về thôi. Anh ơi, con này bao tiền một con đấy? Hả? 10 triệu. 10 triệu con này. Con này to nhất đàn con này. 10 triệu con. Con này to mấy trăm cân. Thế thì đây con này to này còn gì? Ô dã mà con này to nhất luôn á. Cầm cái đó.